Đội tuyển nữ U20 Việt Nam sẵn sàng gặp U20 Indonesia tại vòng loại U20 châu Á. Đội tuyển bóng đá nữ U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Akira Iziri đã có mặt ở tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại bảng F giải U20 nữ châu Á năm 2024. Chiến lược gia người Nhật Bản Akira Iziri của đội tuyển nữ U20 Việt Nam đã lựa chọn các cầu thủ đang có phong độ xuất sắc nhất. Với nòng cốt là những gương mặt đã từng tham dự giải U18 nữ Đông Nam Á diễn ra vào tháng 8 năm ngoái. Có thể kể đến sự góp mặt của đội trưởng Bảo Trâm, Mai Hương, Than KSVN, Cẩm Ly, Phương Anh, Thị Hoa, Hồng Trâm, Hà Nam hay Ánh Mỹ, Linh Trang, Thị Duyên, Hà Nội. Chia sẻ về quá trình tập huấn vừa qua, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản Akira Iziri nói: "Các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều qua từng trận đấu. Chúng tôi đã chơi 4 trận giao hữu với các đội quân xanh chất lượng. Trận 1 và trận 2 chủ yếu cải thiện khả năng phòng ngự, trận 3 và trận 4 chủ yếu cải thiện khả năng tấn công. Sau từng trận đấu, ban huấn luyện đã sử dụng các video để truyền đạt kỹ chiến thuật cho các cầu thủ." Nói về kế hoạch sắp tới của đội, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết sau khi đến Phú Thọ: "Trước tiên chúng tôi cần cải thiện tình trạng sức khỏe, tinh thần cầu thủ. Chúng tôi sẽ để cầu thủ tập luyện nhiều hơn với bóng. Điều này rất quan trọng. Tiếp đó, chúng tôi sẽ tập trung vào các kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ. Trước khi bước vào trận đấu chính thức, theo kế hoạch thầy trò huấn luyện viên Akira Iziri sẽ duy trì lịch tập 2 buổi một ngày. Trước khi có trận ra quân gặp U20 Indonesia vào lúc 18 giờ ngày 7 tháng 3, gặp U20 Singapore 18 giờ ngày 9/3 và gặp U20 Ấn Độ 18 giờ ngày 11 tháng 3 trên sân vận động Việt Trì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn."